Xin chào các bạn mình là đoàn đại trí hiện nay mình đang tiếp tục hành trình khám phá 1.000 hòn đảo Việt Nam nhé Hôm nay thì mình đang ở trong một cái địa điểm rất là đặc biệt đấy là à, xã Cửa cạn ở Phú Quốc thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang nhé à, xã Cửa cạn này Hôm nay thì mình đang ở trên nàng trài cửa cạn của xã cửa cạn nàng trài này là một trong những cái nàng trài lâu đời và đặc biệt nhất ở Phú Quốc mọi người có thể nhìn thấy là đây là một trong những cái nàng trài hiếm hoi mà chưa có du lịch nhé bãi biển ở đây rất là đẹp Mọi người có thể nhìn thấy này, hôm nay thì mình sẽ kéo cá cùng với lại những cái người ngư dân ở cửa cạn. Đây là một trong những cái nơi mà có khá ít các cái sự xuất hiện của các cái gì sọc và khu du lịch nhé. Bây giờ mình sẽ review lại toàn bộ hành trình đi khám phá cũng như là những cái điều đặc biệt của nàng trài cửa cạn nhé. Nay thì mình sẽ chọn đến Phú Quốc bằng phương tiện là tàu cao tốc. <laughs> mình sẽ đi tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá ra Phú Quốc nha các bạn nhé từ thành phố Dạch Giá ra Phú Quốc mà đi tàu cao tốc á, thì giá vé khoảng hơn 200 000 một người nhé, tùy từng các loại nhé à, và mọi người sẽ di chuyển hết khoảng độ tầm à, hơn 2 tiếng. Nói chung là cũng khá là nhanh. Mình nên à, nên tàu rồi à, ăn sáng, uống ly cà phê là có thể tới được thành phố Phú Quốc từ thành phố Dạch Giá. Đặc biệt nếu mọi người đi tàu á, thì có cơ hội ngắm được các cái đàn hải âu nó bay lượn ở trên trời cũng như là bay lượn theo tàu nhé các bạn nhé Tuy nhiên mùa này mình đi đang là tháng 8 tháng 9 nên là Hải Âu nó không có còn là Hải Âu á, thì thường là tháng 2 tháng 3 tháng 4 là có Hải Âu và nếu mà mọi người đi biển lúc đó đi theo tàu á, đi tàu á, thì sẽ gặp những cái đàn Hải Âu nó bay kín trời và nó bay theo tàu á vì là tàu nó đi nó, nó nước sóng thì là những cái cái, cái bánh cánh quạt của tàu á nó làm cho những cái con cá ở trên mặt nước nó 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 bị yếu đi hoặc nó bị chết những con cá nhỏ thì hải âu nó bay theo để nó ăn nay thì tàu vừa mới cập bờ và những cái người ở phú quốc đi vào rạch giá nó mọi người đang xuống tàu để xe máy tàu cao tốc thì chỉ chở xe máy và người thôi còn phà cao tốc từ phú quốc mà đi rạch giá cũng như là đi trở lại thì người ta chở thêm ô tô nữa à, phà cao tốc hay tàu cao tốc thì nó chạy cái phương tiện nó nó chênh nhau cũng một xíu thôi không có nhiều phú quốc như mọi người biết hiện nay thì đã là một thành phố rồi nên là cái việc du lịch và phát triển là rất phát triển thì người dân ở kiên giang từ là rạch giá hay là ba hòn kiên lương người ta hay ra ngoài phú quốc làm ăn phục vụ du lịch họ làm những cái lao động bình thường thôi nhưng mà cũng khá là đông vì là mỗi năm phú quốc đón hàng triệu lượt du khách đặc biệt là du khách nước ngoài nên là nhiều người dân ở kiên giang họ đi đi về về bằng tàu cao tốc này và không chỉ có khách du lịch đâu mọi người có thể nhìn thấy là rất là nhiều người dân họ cũng đi làm ăn từ đất liền ra phú quốc làm ăn lắm mọi người <laughs> mình mà đi tàu cao tốc thì mình sẽ có nhiều cơ hội để khám phá cái vùng biển từ rạch giá đi phú quốc cũng như là vùng biển tây nam ở đây thì không chỉ có là biển đảo đâu mà còn có rất là nhiều các cái điều thú vị khác nữa còn đi máy bay thì mọi người sẽ không thể cảm nhận được tuy nhiên đi máy bay thì nó nhanh hơn nhanh hơn là đi đi phà cao tốc nhé các bạn nhé đây phà cao tốc đó các bạn chọn nó chạy khá là nhanh tuy nó còn là phà và tàu thôi nhưng mà nó chạy khá nhanh chạy khoảng độ tầm hơn 20 cây số một giờ nhá à, mùa này không có hải âu chứ mùa có hải âu là nó bay theo ở cái vùng nước trắng xóa này rất là nhiều nha các bạn nhé nay thì mình sẽ review lại cái nàng chài cửa cạn là một trong những cái nàng chài rất đặc biệt ở phú quốc thì có khá nhiều nàng chài nhé các bạn nhé nhưng mà hầu hết các nàng trài hiện nay đã đã bị đô thị hóa để phục vụ du lịch rồi chỉ riêng cửa cạn thì chưa thôi xíu nữa mình sẽ review lại đó cái vùng ven biển ở phú quốc này thì đặc biệt là cái tuyến phú quốc đi rạch giá là có rất là nhiều tàu Như mọi người thấy là mình đang ở trên tàu này và thấy xa xa là có một cái tàu nó đang chạy theo này tàu của mình là tàu express màu đỏ nhé còn cái tàu xa xa nó màu trắng xám kia nó là tàu super đông nhé các bạn nhé à, đây là những cái công ty mà nổi tiếng về khai thác tàu cũng như là phà ở Việt Nam mình nhé các bạn nhé rất là nhiều các tuyến không chỉ ở đi Phú Quốc mà đi còn các cái đảo khác cũng do hai cái công ty này là chính chủ lực và cái phương tiện của họ thì cũng khá đảm bảo và cũng khá sạch sẽ đó mọi người mình theo như mình đi mình nhận xét là như vậy cái vùng này ven biển này nó sóng nó khá là êm và chỉ có khi mà tàu nó chạy qua thì sóng nó mới nổi lên thôi còn bình thường nó cũng khá là êm nhé hầu hết những người đi đi tàu cũng đi phá thì người ta đều nên trên bo người ta ngồi để ngắm cảnh cũng như là ngắm ấy. rất nhiều xe máy mang từ đất liền ra ra phú quốc đó mọi người thấy không? xe là xe biển 680 không à ừ. tàu nó chạy cũng rất là nhanh Vì nên là gọi là cao tốc mà nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá 1.000 hòn đảo ở Việt Nam của mình thì mong mọi người like, chia sẻ ủng hộ dù mình để mình tiếp tục có thêm động lực khám phá những cái hòn đảo khác những cái điều đặc biệt khác về cuộc sống ven biển của Việt Nam mình nhé các bạn nhé càng đi càng thấy biển Việt Nam mình nó đẹp không chỉ đẹp ở các cái đảo mà các cái cuộc sống ở trên các cái vùng biển đảo ven biển của Việt Nam mình cũng rất là đặc sắc mà mỗi nơi có một cái điều thú vị khác nhau đây đây là nàng trài cửa cạn đây à, nàng trài cửa cạn là nó được hình thành từ một con sông đổ ra biển nhé các bạn nhé ở phú quốc tuy là hòn đảo nhưng mà có khá nhiều sông hệ thống sông ngòi xanh sông và rạch ở trên 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 đảo phú quốc khá nhiều và cái cái con sông đổ ra nàng trài cửa cạn này là một trong những tên là sông cửa cạn đó là một trong những con sông mà lớn nhất ở đảo phú quốc chính vì sông đổ ra biển mọi người nên là nó hình thành được cái nàng trài À, cách đây khoảng độ 8 năm là năm 2015 mình từng à, lên đảo Phú Quốc và ra nàng trài cửa cạn thì lúc đó nàng trài cửa cạn rất là hoang sơ từ lúc đó là cái con đường lớn từ Phú Quốc đi xuyên đảo Phú Quốc nó vẫn còn chưa được hình thành nhé nó đang xây dựng và từ cái ngã tư ở ngã tư cửa cạn đi vào nàng trài cửa cạn thì hết khoảng độ ba cây số nhá và lúc đó đường rất là khó đi hiện nay thì đường À, khoảng hơn hai cây là đã được đổ nhựa rồi còn khoảng 500 m ra đến ven biển thì vẫn chưa đổ nhựa vẫn là đường đất đá nhé à, nàng trài cửa cạn hiện nay thì cũng 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 à, cũng có du lịch nhưng mà nó chưa phát triển như các cái nàng trài khác như là nàng trài gành dầu hay là hàm ninh hay là an thới ấy. thì mọi người đi phú quốc có thể thấy những cái nàng trài kia là gần như là kín các cái gì soạc và nhà nghỉ khách sạn rồi mọi người muốn tìm một cái bãi tắm mà ven biển mà không không thuộc tức là không phải sử dụng các cái dịch vụ của nhà hàng gì so các là khách sạn gì so các là rất là hiếm đó hầu hết là các cái bãi biển đẹp là nhà nước đã cho thuê hoặc là bán cho các cái doanh nghiệp để người ta làm gì cho so hết rồi nên là người dân bình thường sẽ không thể đến được các cái bãi biển đó nữa Chính vì vậy nên là cái bãi biển cửa cạn mà mọi người có thể nhìn thấy mình quay đây thì rất là đặc biệt là vẫn còn rất là dài và rộng là hoang sơ và chưa có doanh nghiệp khai thác. Nay thì mình đi kéo cá với anh Tư, anh Tư là người dân ở cửa cạn nhé, sinh sống ở cửa cạn lâu đời. À sau khi đến cửa cạn mình mới biết được rằng làng trài cửa cạn này á, anh Tư anh nói là ngày xưa ở làng trài này là toàn dân trốn nợ, tức là sau giải phóng ấy, có rất là nhiều người ở đất liền người ta trốn nợ ra ngoài Phú Quốc và người ta đến cái nàng trai cửa cạn này cách đây mấy chục năm thì nàng trai cửa cạn nó coi như là một ốc đảo trên cái hòn đảo lớn phú quốc này nàng trai cửa cạn này nó rất là đặc biệt vì nó, nó nó nằm sâu ở trong ven ven biển ở cửa sông đường đi đến nó khó khăn chính vì vậy nên là những cái người mà làm ăn thua lỗ trốn nợ là họ ra ngoài nàng trai cửa cạn này tuy nhiên anh Tư ấy nói vui rằng anh ở đây lâu năm nhưng mà anh không phải là người trốn nợ anh ở đây là là khá lâu năm rồi các bạn nhé nhưng mà không phải là người trốn đâu anh tư anh mặc áo xanh đó anh kéo cá ở đây á, thì anh ấy nói rằng là ở đây thì do cái vùng này là anh ấy kéo ở ven biển nên là chỉ có mấy cái loại cá nhỏ thôi là cá cá chỉ vàng này cá dầu này cá bạc má này cá nìm kìm này ừ. anh ấy kéo mỗi mẻ này được khoảng độ ký hơn ký nhé các bạn nhé lưới à, của anh ấy thì dài khoảng 300 m đó ba m đó các bạn nhé à, như mình vừa mới nói lúc đầu quanh cái khu vực xã cửa cạn này hiện nay thì cũng có một số hôm tây và nhà nghỉ rồi khách sạn rồi nhưng mà nó chưa nhiều nó vẫn còn khá là hoang sơ anh ấy nói rằng anh kéo anh về anh bán lại cho mấy cái, cái hôm tây ấy, cứ khoảng độ bốn năm nghìn một ký cá lộn xộn để người ta nướng người ta ăn à, nói chung là so với lại các cái dịch vụ khác ở trên đảo thì dịch vụ ở hàng chai cửa cạn này đặc biệt là giá hải sản là rẻ hơn rất nhiều đây đây là sản phẩm mà anh tư anh vừa kéo lên được nhé các bạn nhé chỗ này khoảng độ hai ký mấy ba ký cá này là mình nhìn thấy thì có cá bạc má này cá cá bạc má cá chỉ vàng này à, do là cá biển nó thì nó có cả trăm loại thậm chí là có hàng ngàn loại nên là nó rất là nhiều cá còn mấy con cá dài dài đó là cá nìm kìm anh ấy nói rằng cá đó là thịt rất là nạc và thơm ngon cá đó mà nướng lên là hết sợi. À, anh ấy mỗi ngày anh ấy kéo hai người nha mỗi ngày kéo thì là khoảng được độ chục ký có hôm nào mà hên thì kéo được mười mấy ký có hôm nào xui thì chỉ năm bảy ký thôi trong anh những cái hôm tây nhà nghỉ á, người ta có khách đến du lịch á, người ta mua xong rồi người ta có sẵn tức là các cái dịch vụ nhà nghỉ khách sạn là người ta có sẵn bếp than cho nướng nướng để ăn những cái cá này nữa chỉ có mấy chục nghìn một ký thôi các bạn nhé cá tươi vừa mới đánh ở dưới biển lên luôn à, hiện nay thì nếu các bạn có đi du lịch cũng như là đi khám phá ở phú quốc á, thì là cá thủy sản thì rất là nhiều nhưng mà đa phần là đánh bắt ở nơi khác mang đến không à còn đánh bắt ở tận phú quốc ngay ngay vùng ven biển phú quốc như này mà bán chỉ có vài chục nghìn một ký thì có lẽ là chỉ có ở nàng trai cửa cạn này thôi nhé nàng trai cửa cạn này nó rất là đặc biệt À, chết bên tay phải mình đây là chính là khu vực Vinpearl của Phú Quốc cũng như là nàng chài gành dầu nhé. nàng chài gành dầu thì hiện nay là bên Phú Quốc là à, cái xã gành dầu là Phú Quốc của Vinpearl đó là họ lấy rất là nhiều đất để họ làm tổ hợp rất là nhiều các cái dịch vụ du lịch rồi chính vì vậy nên là cửa cạn này thì do là cư dân sinh sống lâu đời và cũng toàn những người có lẽ là cũng những người à, có máu mặt toàn dân chốn nợ mà nên là cũng khó khăn để à, di rời giải tỏa cũng như là để lấy được đất của họ để làm du lịch chính vì vậy nên là khu vực nàng trài cửa cạn này hiện nay vẫn còn là hoang sơ mọi người có thể nhìn thấy đó à, mình đi khắp các nàng trài ở phú quốc cũng như là các cái vùng ven biển phú quốc ấy thì đều được đô thị hóa cho những cái doanh nghiệp tập đoàn lớn họ làm du lịch nhưng mà riêng ở khu vực cửa cạn này thì người dân vẫn giữ được cái nhịp sống tuy là bị cũng có du lịch nhưng mà nó ít hơn rất là nhiều nhé rất là đặc biệt tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thấy xa xa phía bên tay trái mình là cũng có một cái cái tòa nhà lớn đang xây dựng đấy, đấy cũng là một cái khu du lịch nhé. tuy nhiên thì nó đang hình thành thôi. còn hiện nay thì ở đây thì vẫn là khá hoang sơ. À, đặc biệt là nàng trài cửa cạn này á, thì là như mình vừa mới nói á, mọi người không chỉ đến đây chơi tham quan kháng cảnh còn tắm biển được nhé. ở đây thì cũng có địa điểm tâm linh là các cái đền thờ bà lớn tướng nhé. mọi người có thể đến đây những cái bãi biển này khá là đẹp và chưa có uh, có bị tư nhân hóa à, vẫn còn công cộng ai cũng có thể đến được mọi người có thể đến đây tắm biển và cũng có một số các cái dịch vụ ăn uống ở khu vực nàng trài cửa cạn này nhá và các cái dịch vụ ăn uống này người ta chỉ phục vụ ban ngày thôi buổi tối thì là đóng cửa nhé và giá rẻ hơn rất là nhiều so với lại thị trấn dương đông hay là các cái nàng trài khác như là gành dầu nhé mọi người đến gành dầu hay là hàm ninh hay là an thới thì có thể thấy là có nhiều các cái cò mồi du lịch cũng như là các cái dịch vụ khác nhưng mà ở cửa cạn này thì chưa có chỉ có người dân sinh sống bình thường thôi nó người dân sinh sống ở đây này đây đến thì có thể mua trực tiếp cá của ngư dân để nướng ăn luôn nhé rất là đặc biệt à nếu mọi người đi du lịch phú quốc thì có thể tìm đến cửa cạn để chơi có thể đi nửa ngày cũng được đến cửa cạn nó cũng đơn giản do là nó chưa có các cái khu vui chơi cũng như là các cái khu dịch vụ gì á nên là mọi người đến chỉ tắm biển các thứ các thứ thì khoảng độ nửa ngày là có thể đầy đủ khám phá hết được cái nàng trài cửa cạn này nhé các bạn nhé nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá một ngàn hòn đảo ở Việt Nam của mình thì mong mọi người like chia sẻ ủng hộ dù mình để thời gian tới mình tiếp tục có thêm động lực khám phá những cái điều đặc biệt khác nữa những cái hòn đảo đặc biệt khác nữa và những cái vùng ven biển đặc sắc của Việt Nam mình nhé Càng đi càng thấy cái biển Việt Nam mình nó đẹp Và nhiều điều đặc biệt nhé À, thì du lịch những cái khu du lịch phát triển cũng tốt nhưng mà cũng nên chừa lại những cái nàng trài hoang sơ và có lịch sử lâu đời như cửa cạn này để mọi người biết đây là một trong những cái địa điểm mà rất đặc biệt khi đến phú quốc mà mọi người có thể dành ra khoảng độ nửa ngày để tới chơi nhé các bạn nhé một trong những cái nàng trài mình đi phú quốc bao nhiêu lần ở trên này không biết bao nhiêu ngày nhưng mà khi đến cái nàng trài cửa cạn này cũng rất bất ngờ à đợi anh tư anh ấy rút nốt cái lưới này nên xem có được nhiều cá không nhé các bạn nhé à. hy vọng rằng anh ấy được độ hơn chục ký mỗi ký khoảng độ năm bảy chục nghìn là bán là cũng được rồi cũng kiếm được vài trăm ngàn thôi ở đây thì anh ấy chỉ đánh cá ven bờ thôi à, anh bảo ngày nào cũng đánh ở đây nhé hầu hết là đánh ven bờ chứ không có đi xa nhé thì đánh ven ở bờ cửa cạn này thôi hôm nay thì trời nắng anh bảo trời nắng thì cá nó ít hơn những hôm mà trời nó dâm dâm mát mát hoặc là mới mưa xong ấy, đánh ấy, thì anh bảo có ngày đánh được hai chục ký những cái lúc mà trời mới mưa xong ấy để đánh cá thì rất là nhiều nên là cứ khi nào mà trời mưa ấy, là anh ấy về nhà ngoài ngoài đánh cá ở đây thì anh tư anh còn làm lái taxi nữa cho các bạn nha lái taxi ở thị trấn dương đông nhưng mà anh bảo là à, cứ ít khách thì anh lại về anh đánh cá nói chung là cũng khá nhiều nghề đó À, mỗi bữa mà trời mưa xong là anh ấy thường chạy xe về nhà để anh đem lưới cho đây anh đánh nha các bạn nhé cái đầu tư lưới này cũng mấy chục triệu đó không ít đâu Giờ anh ấy rút được cái lưới này nên xem có nhiều cá không à, cá ở đây thì toàn cá nhỏ thôi vì là cá ven bờ các bạn nhé nhưng mà ở đây thì nước rất là trong xanh và sạch cá thì cá tự nhiên à, anh đánh xong anh bỏ luôn vào trong cái túi trước ngực đó các bạn nhé đó mình xem một xíu thôi mình xin chuẩn bị dừng video và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo nhé, những cái điều đặc biệt tiếp theo và những cái hòn đảo tiếp theo nhé các bạn nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.